Xin chào cả nhà mình đã đến với kênh Các May Mẹ Bóng Để có thể xem hết các mẫu mà mẹ bóng đã hướng dẫn Các chị vui lòng nhấp vào kênh Các May Mẹ Bóng Và chọn một video để tham khảo các mẫu mẹ bóng đã làm Ngoài ra, để xem được những video mới nhất của mẹ bóng Các chị vui lòng nhấn vào mục đăng ký kèm chuông Để được thông báo sớm nhất mỗi khi mẹ bóng up video mới Chào cả nhà mình năm mới ha à, Năm mới thì mẹ bóng chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nè à, Làm ăn phát tài nè ha Thành công trong mọi cái công việc Trong cuộc sống à, Gia đình an khang hạnh phúc à, Năm mới thì mẹ bóng sẽ lên một cái mẫu Mẫu này thì mẹ, các chị đã yêu cầu mẹ bóng làm Từ trước, trước Tết để mà mình à, Đi chùa À, lễ phật nhưng mà do là cuối năm vừa rồi đó thì mẹ bóng hơi bận nên là không có kịp lên cái mẫu này à, cho các chị à, nên bây giờ đầu năm thì mẹ bóng sẽ trả từ từ ha thì à, đầu tiên mẹ bóng sẽ trả cái mẫu à, áo đi chùa này à, cái bộ đi chùa này à, thì à, cái sản phẩm này mình có thể áp dụng cho cả bé và mẹ ở đây thì mẹ bóng đang may cho bạn bóng à, còn à, các chị muốn may cho mẹ thì các chị dựa trên form của mẹ thôi cái form áo thông t đó mẹ bóng đã hướng dẫn cũ rồi đó thì mình sẽ lên được cái sản phẩm này thôi ha. À, bé mẹ gì cũng như nhau. Ở đây thì cái phần quần này á, thì là quần cơ bản rồi. À, cái bài quần cơ bản mẹ bóng cũng đã có hướng dẫn rồi ở trong bài mẹ bóng sẽ dẫn link cho các chị ha. Chị em nào mình chưa biết cái bài này thì mình vào cái link ở trong bài mẹ bóng sẽ dẫn ha. Tới cái đoạn quần này thì mẹ bóng sẽ dẫn cái link đó để các chị may ra được cái quần cơ bản lưng thun như thế này còn cái phần áo này thì nó là một cái dạng cổ đặc biệt nó áp dụng cái cổ bao đăng tông bao sam nhưng nó không có lá các chị thấy cái bao sam bao, bao, bao đăng tông thì nó sẽ có cái lá bẻ ra nhưng cái cổ này nó chỉ có cái chân như thế này thôi thì nếu mà chị em nào mình may được cái cổ bao đăng tông với bao sam rồi đó thì cổ này các chị may rất là dễ thì cái dạng áo này là áo tà đắp chéo như thế này chúng ta sẽ dài nút ở đây mẹ vẫn chưa làm nút ha cột dây giống như dạng áo yukata Yukata thì mẹ bóng chưa có hướng dẫn thì trong bài này các chị áp dụng cái phần này để mình đẩy qua cái phần yukata cũng được ha. Thì nó sẽ có cột ở bên trong một lần. sau đó thì lại đắp chéo qua gài nút và cột ở bên ngoài. Thật ra đối với áo bé đó thì mình không cần gài nút đâu. À, tại vì à, mình cột bên ngoài như thế này là nó đã chắc là nó không bị hở rồi Nhưng mà đối với áo người lớn á, thì mình nên thêm cái phần nút này à, Thứ nhất là cho nó đẹp, thứ hai là nó sẽ à, kín và không bị hở khi chúng ta cúi, à, cúi xuống ha à, Thì trong cái bài này áo này, cái phần này nó chỉ có mới như vậy thôi Tay thì là tay cơ bản rồi à, Phần lai like thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho các chị đánh lai like bầu ha à, Hồi nào giờ mình may lai, like, mình chưa bao giờ may lai like bầu Thì bữa nay mẹ bóng sẽ đánh hơi lai like bầu này cho các chị nè À, và dù may cho bạn bóng nên là mẹ bóng hơi điệu một tí là thêm một cái túi hình trái tim như thế này à, phần túi này mình thêm vào để các chị nào mình muốn phối cái túi này ở trong các cái bài đầm hay là bài à, bài đầm hay bài bài áo kiểu cho bé cũng được ha à, thì bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn sơ qua cho chúng ta cách thiết kế cũng như là cách may cái màu áo này nha rồi bây giờ thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình cách thiết kế cái áo này nha ở đây thì mẹ bóng sẽ có một cái bộ rập cơ bản áo thân trước thân sau và tay cơ bản À, nếu chị em nào mình chưa có thể thiết kế ra được cái bộ rập cơ bản này Thì mình vui lòng vào cái link mà bấm dẫn trên màn hình Đó là link hướng dẫn thiết kế áo thun t-shirt cơ bản Thì nó chỉ cần dựa trên cái form đó thôi Còn rộng chật như thế nào thì các chị có thể thay đổi cái lượng cử động ha à, Tùy vào cái vải, tùy vào sở thích mặt Thì mình có thể gia giảm cái lượng cử động cái phần cộng thêm ấy. Ví dụ ngang ngực thì bằng vòng à, Cái phần này nè, ngang ngực thân trước, ngang ngực thân sau Nó bằng vòng ngực cộng cử động chia 4 À, và cộng cái phần cử động đó đó Cộng cử động chia 4 Thì cái phần cử động đó các chị có thể thay đổi Gia giảm tùy vào cái và nguyên liệu Tùy vào cái sở thích ha à, Thì à, sau khi các chị vẽ xong Thì các chị sẽ có được cái bộ rập thân trước Thân sau và tay như thế này à, Thân trước và thân sau mẹ bóng đã có trồm vai ha Mình coi cái bài đó mình sẽ hiểu Cái phần trồm vai này như thế nào Thì chúng ta đã có ra được như thế này Bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình cách thiết kế từ cái rập này thành cái áo à, dạng dạng áo như mẫu ha à, bây giờ đầu tiên đó là mình sẽ phải làm cái cổ à, cái cổ ha thì à, cái cổ này á, là dạng cổ à, nó gần như cái bao đăng tông và bao sam đó các chị nhưng mà nó lại không có lá nó chỉ có cái chân thôi thì bây giờ mình sẽ thiết kế cái chân ha đầu tiên thì mẹ bóng sẽ khoét rộng ở thân sau trước tại vì cái cổ này nó không có ôm sát vào cái cổ cơ bản mà nó sẽ hơi rộng hơn để nó có cái phần đánh cong lên ở trên cái cổ đó thì từ cái cổ cơ bản từ cái cổ mà các chị đã vẽ trùm vai rồi nè các chị sẽ lấy ra khoảng à, một rưỡi ha à, khoảng một rưỡi tới 2 xăng tùy vào cái cổ rộng các chị muốn một rưỡi tới hai xăng thì mình sẽ có được một điểm ha và điểm này các chị sẽ à, đánh lại cái cổ mới cái cổ mới nó sẽ rộng hơn so với cái góc cổ cũ ha khoảng một rưỡi tới hai xăng rồi mình sẽ khoét ra rộng như thế này rồi, cái phần cũ cũ này là chúng ta sẽ bỏ đi chỗ này khoảng một rưỡi tới 2 xăng ha à, cho bé thì mình có thể lấy một rưỡi thôi người lớn thì mình có thể lấy hai xăng à, tùy vào cái form áo của mình thì à, các chị đã có được cái này rồi và các chị sẽ À, đo cái đoạn màu đen này cho mẹ bóng ha ví dụ như cái đoạn màu đen này được a đi ha thì mình sẽ đo cái này để mình thiết kế cái cổ trước bây giờ mình qua cái cổ trước nè cái cổ sau mình lấy vào một rưỡi thì cái cổ trước này mình cũng sẽ lấy vào một rưỡi có nghĩa là thân sau lấy vào bao nhiêu thì thân trước lấy vào bấy nhiêu và thân sau đang lấy ở trên đường màu đỏ thì thân trước mẹ bóng cũng lấy ở trên đường màu đỏ nha lấy vào một rưỡi tới hai xăng rồi mình cũng có được một điểm ha điểm này các chị ở đây mẹ bóng sẽ dùng bút bi ha à, từ cái điểm này ha các chị sẽ dựng một đường vuông góc với cái vai đường vuông góc với vai ha vuông góc với cái vai vai màu đỏ này ha nhớ là vuông góc nha các chị à, sau khi có đường đó rồi thì các chị sẽ đo từ đây lên đây bằng cái a này ha. bằng cái a này ha cái a này là bao nhiêu nè các chị có thể dùng thước dây các chị đo cho nó chuẩn xác ha thì các chị sẽ lấy lên bằng bấy nhiêu ha lấy lên bằng bấy nhiêu mình có được một điểm sau đó mình sẽ tiến hành ngã cổ ha? ngã cổ về bên phía nách nha các chị không có ngã về phía phía giữa thân ha mình sẽ ngã ra khoảng một rưỡi tới hai xăng ngã ra vuông góc ha lấy lấy vuông góc ra khoảng một rưỡi tới hai xăng mình có được một điểm mới cái điểm mới này các chị sẽ nối với cái điểm một vào 1.5 ban đầu này đó thì mình sẽ có cái đường này là đường cổ mới nó hơi ngã ra như thế để khi mà mình may với cái cổ thân sau á nó sẽ dễ ha thì mình sẽ nối đường này đường màu đen và các chị muốn cẩn thận hơn nữa thì các chị sẽ đo lại cái độ chéo này nó sẽ bằng với cái a nha các chị bằng với a nha đó cái đường màu đen này nó sẽ bằng với cái a này nha bằng với cái a này rồi thì là mình sẽ có được cái ngã cổ này rồi bây giờ mình sẽ lấy độ rộng của cái chân cái cổ này nó không có lá nó chỉ có chân à, nên là cái chân này tùy vào cái cái form áo người lớn hay là bé thì nó khoảng từ 2.5 tới 4 xăng ở đây mẹ bóng sẽ lấy độ rộng của cái chân này là 3 xăng ha 3 xăng rồi mình sẽ có được một cái cái điểm như thế này là các chị lấy vuông góc lên nha lấy vuông góc lên cái này là cái cái chân ha cái chân cổ cái chân mà nó ôm lên cái cái cổ phía sau á thì mẹ vẫn sẽ lấy là ba xăng ha nó khoảng từ 2.5 cho tới 4 xăng tùy vào cái size áo nha nếu các chị may cho người lớn thì các chị có thể tăng lên còn con nít thì khoảng 2.5 tới 3 xăng thôi rồi như vậy là mình đã có được cái cái chiều cao của chân bây giờ để đánh được cái phần cong này thì cái cổ này nè các chị nó là dạng tà đắp chéo nên là ở đây nè nó đắp chéo qua tới nó cột dây ngay tại eo nó cột dây ngay tại eo nên là cái phần eo này nè Mẹ bóng sẽ kẻ một cái đường ngang các chị thấy không ạ Đây đây là cái eo nha Đối với người lớn thì đường này là hạ eo Còn đối với bé thì các chị có thể đo trên cơ thể tới ngay cái phần trên bụng của bé đó Cái vị trí nào các chị muốn cột cái dây đắp chéo đó Có nghĩa cái áo này nó sẽ đắp qua đắp lại ha Thì cái chỗ mà các chị muốn cột dây đó, thì các chị sẽ xác định cái đường này Người lớn thì là hạ eo ha rồi, à, bây giờ mình sẽ xác định được à, cái mình mình sẽ xác định cái sâu cổ. À, cái sau cổ mình muốn khi mà hai cái tà nó đắp qua đắp lại thì ở đây à, đối với áo bé thì mẹ bóng lấy sâu cổ xuống khoảng à 4 tới 6 xăng thôi, còn đối với người lớn thì các chị có thể lấy từ 8 tới 12 14 xăng tùy vào cái độ sâu mà mình muốn ha. Thì à, mình sẽ à, lấy à, cái sâu cổ xuống như thế này. Đó lấy sau cổ xuống ha mình lấy cái độ sau cổ có nghĩa là khi mà hai cái tà nó đắp qua đắp lại thì nó sẽ hở ở nhau tại điểm nào đó thì đây mình sẽ xác định một điểm như vậy và khi mình có cái điểm sau cổ này rồi đó thì bắt đầu mình sẽ nối từ đây mình nối tới điểm sau cổ và mình đánh ra đây thì nó sẽ chồm qua lưu ý cho mẹ bóng là một cái đoạn đầu này á mình sẽ vẽ song song ha có nghĩa là nó song song cách đều bằng ba nè đó và nó sẽ tới ngay cái điểm sau cổ này luôn ha đó và nó sẽ đắp qua đây đó thì nó sẽ nó sẽ gặp uh, gặp cái đường ăn eo này tại một điểm và cái chỗ này mình sẽ nối cái sợi dây để mình cột với cái sườn ha. Đó. Rồi. Được không ạ? À? Rồi và bây giờ cái phần tà bên dưới này tiếp nối nó như thế nào? Chỗ này các chị có thể kẻ thẳng hoặc kẻ xéo. Đối với cái mẫu này thì mẹ bóng sẽ lấy xéo vào khoảng 2 xăng Thẳng này, uh, cái phần lai đây ha. Cái phần lai bên dưới thì cái phần lai này các chị có thể lấy theo cách này có nghĩa là lấy thẳng xuống rồi lấy ngang qua Nhưng mà trong cái mẫu này thì mẹ bóng sẽ lấy xéo vào khoảng 2 tới 3 xăng như thế này cho nó tạo cái tà xéo cho nó đẹp ha Thẳng hay xéo gì là tùy mình Rồi và như vậy là chúng ta nối ngang qua như thế này thì chúng ta sẽ có được cái thân trước rồi đó các chị ha được cái thân trước rồi rồi và và cái 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 áo này thì mẹ bóng làm cái tà bầu cái 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 tà này nè Thay vì nó ngang như vậy thì đánh cái vạt bầu Ở đây mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho mình cách đánh vạt bầu luôn à, Trước khi đánh vạt bầu thì mình sẽ thiết kế luôn cái phần cái phần nẹp của cái cái bầu này ha Cái nẹp này thì các chị lấy từ trong cái 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 góc này nè Mình lấy ra đây khoảng 2 xăng Mình lấy ra đây khoảng một rưỡi tới 2 xăng ha Rồi mình sẽ vẽ song song thôi mình sẽ vẽ song song với cái đường màu đen này ha rồi và dưới này mình cũng sẽ kẻ song song như vậy luôn nó là cái nẹp ha các chị và chỗ này mình sẽ đánh cong nha rồi bây giờ lại muốn sẽ vẽ cái cái cái, cái nẹp ha đánh cong để mình dễ vắt sổ chứ không có gì trơn á đó và cái nẹp thì nó sẽ đi qua cái vai đây một chút xíu nè đó thì cái phần màu đen này là một cái phần rời và nó là cái nẹp cái nẹp này các chị sẽ có thể là ủi keo keo mềm thôi keo mỏng thôi để cho nó đứng cái form áo thôi ha đó thì như vậy chúng ta sẽ có phần đen là nẹp còn cái phần thân là nguyên một cái phần lớn rồi cái phần tà bầu thì cái cái tà bầu thì nó hơi khó may tại vì nó dễ bị vặn nên là ở đây mẹ bóng sẽ đánh cái 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 vạt bầu này đánh hơi hơi bầu thôi chứ không có bầu nhiều ha thì từ dưới cái góc lai này mình sẽ lấy lên khoảng à, 4 tới sáu xăng các chị muốn bầu nhiều thì các chị lấy lên nhiều muốn cái độ bầu ít thì các chị lấy lên ít ở đây mẹ bóng sẽ lấy lên khoảng 4 xăng nè rồi và mình sẽ đánh ha thì ở đây đầu tiên là mình sẽ đánh vuông góc nè vuông góc với cái sườn ha sau khi vuông góc xong rồi thì các chị sẽ đánh cong tới khoảng 1/2 của cái lai và các chị lại ra như thế này thì các chị ra được cái dáng bầu ha. Và thân sau các chị cũng sẽ đánh tương tự. Đó. Nhớ là ở bên sườn thì nó phải vuông góc để làm gì? Để cho khi mà hai góc vuông này các chị may với nhau thì nó sẽ thẳng cái lai ha. Thì đây là cái lai bầu. Rồi các chị có thể áp dụng cho áo kiểu hoặc áo sơ mi cũng được ha. Đó thì cái phần này mình sẽ bỏ đi đó cái tà bầu ha à, rồi à, và như vậy là chúng ta đã có được cái các chi tiết gồm có nẹp nè nẹp thân trước cái nẹp này các chị sẽ cắt hai miếng ha nẹp này nhân hai canh sợi dọc như vậy và có thể ủi keo À, chừa đường may đều ha chỗ này mình sẽ may nối thật ra nếu mà chỗ này các chị có vải các chị mở gấp đôi cũng được tuy nhiên khi mở gấp đôi cái chỗ này các chị tưởng tượng là nguyên cái nẹp này mà mình mở gấp đôi theo đường này mình bung ra nó rất là dài và nó rất là tốn vải nên là mẹ bóng ở chỗ này mẹ bóng sẽ chừa đường may và may nối thôi không có mở gấp đôi à, cái thân trước này mình sẽ cắt hai miếng à, thân sau này mình sẽ cắt một miếng vì chỗ này mình sẽ mở gấp đôi ha đó rồi À, ngoài ra thì mình sẽ có cái phần cục dây. Cục dây á thì mình sẽ thiết kế cái dây rồi mình may lộn ra thôi. Cái phần dây mình sẽ kẹp vào cái vị trí này ha. Đó mình sẽ kẹp vào vị trí này và kẹp vào vị trí xương này đó ngay eo này ha mình sẽ kẹp vào đây để mình cột lại với nhau thì chút nữa qua cái phần may mày bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách kẹp ha còn cái dây thì các chị cứ cắt một cái sợi dài và chị may lộn lại cách may lộn thì trước đây mẹ bóng cũng có hướng dẫn rồi còn cái phần tay thì chúng ta sẽ cắt tay cơ bản không có không có biến kiểu gì hết nên là cái phần tay này mẹ bóng sẽ không có hướng dẫn lại chị em nào mình chưa biết cách thiết kế tay thì mình cũng vào lại cái video cũ để mình coi lại cách thiết kế tay ha một cái lưu ý là đối với nếu như có chị hỏi là cái áo này nếu chúng ta may cho bé trai có được không thì cũng được à, tuy nhiên là cái phong tay này nếu như các chị coi cái bài tay cơ bản á, thì mẹ bóng có hướng dẫn cách làm phong tay ôm và phong tay rộng thì nếu mình may cho nữ thì mình nên may phong tay ôm cho nó đẹp còn nếu may cho nam thì mình sẽ may phong tay rộng cho nó đẹp ha tại vì tay nam mà ôm thì nó sẽ không đẹp thì tùy vào cái sản phẩm chị may cho ai thì mình sẽ lựa chọn cái kiểu tay cho nó phù hợp còn về cái phần cái cái phần quần á, thì mẹ bóng sẽ không có à, hướng dẫn à, tại vì cái quần là quần cơ bản rồi chút xíu mẹ bóng sẽ dẫn lên cho mình à, ngoài ra thì ở đây thì mẹ bóng có thiết kế một cái túi để đắp lên ở cái mặt ngoài thân trước mặt ngoài cho nó dễ thương thì mình cắt hình trái tim thôi à, nó rất là đơn giản các chị có thể cắt túi hình vuông hình tròn hình trái tim hình gì các chị muốn ha mình đắp lên còn nếu mình không muốn có túi thì thôi mình bỏ qua cái bước túi này mình có thể theo nhẹ hoặc là ủi hình lên cũng được ha thì cái phần đó mẹ bóng không có hướng dẫn ở đây À, thì chúng ta cắt như vậy thôi và chúng ta sẽ chừa đường may ra nha các chị phần rập này mình sẽ chưa có đường may mình chừa đường may là nẹp mình chừa đều một xăng ha chừa đều một xăng ủi keo phần thân này mình cũng chừa một xăng phần lai này các chị chừa ít thôi phần lai này các chị tại vì cái lai này là lai cong các chị chừa một chân vịt thôi ha một chân vịt thì nó khoảng 0.6 tới 0.7 thôi để khi mà mình vắt sổ xong là mình gấp đúng cái mép vắt sổ đó lên thôi thì nó sẽ không bị vặn còn nếu mà đường cong mà các chị chừa nhiều đó thì khi mà mình gấp mép thì nó rất là dễ bị vặn và các chị rất là khó may cái tà này đúng không ạ rồi bây giờ thì mẹ bóng sẽ chuyển qua cái phần cắt vải và hướng dẫn cho chúng ta cách may nhé các chị ơi mẹ bóng nốt uh, nốt một cái điểm này nha để khi mà các chị làm nó không có bị lỗi nè. nhiều khi mình làm lên mình thấy cái lỗi chỗ này mà mình không biết sửa như thế nào. Ví dụ như uh, ví dụ như bây giờ nè các chị uh, mẹ bóng làm trường hợp này các chị sẽ thấy nó bị lỗi nè. Ví dụ như bây giờ mẹ muốn muốn cái cổ này nó sâu hơn. Nó sâu hơn mẹ bóng lấy sâu xuống đây thì khi mà mẹ bóng nối từ cái điểm này tới điểm này đó thì cái đoạn này các chị thấy nhìn nè nó không có song song. Nó không có song song thì như vậy là sao? Vậy thì bây giờ mình muốn cái cổ nó sâu mình muốn cái cổ nó sâu thì cái cổ nó phải rộng. Đúng không ạ? À nó sâu thì nó phải rộng. Vậy thì chỗ này thay vì lấy một rưỡi thì các chị sẽ lấy rộng hơn thì cái đường này nó sẽ nhảy nhảy qua đây, chỗ này nó sẽ nhảy qua đây và nó sâu thì nó sâu xuống đây. Có nghĩa là mình mình muốn sâu thì nó phải rộng nha. À, đó nên là à, nhiều khi các chị muốn cổ sâu nhưng mà các chị làm theo chỗ này 1.5 tới 2 thì nhiều khi cái 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 đường này nó sẽ không song song và mình ra không đúng cái form. nên là muốn nói 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 cái chỗ này xíu để khi mà các chị làm thì nó không có bị bị lỗi cái chỗ đó nha. Rồi bây giờ thì mẹ bóng sẽ đi cắt vải thì ở đây mẹ bóng sẽ sử dụng vải uh, uh, linen nha các chị nhé, linen bột nè. Thì uh, tại vì ở nhà thì không có vải KT, các chị có thể mua vải uh, dạng vải KT, KT lụa hoặc là vải thô uh, thì uh, mình cũng lên được cái mẫu này ha. Uh, những cái màu phù hợp với uh, uh, đi uh, đi uh, đi chùa màu lam, màu nâu vân vân ha. Thì uh, ở đây mẹ bóng sẽ sử dụng cái vải có sẵn đó là vải linen, nó hơi nhăn nhưng mà nó rất là mát. Thì ở đây sau khi mà mình cắt vải xong nè, mình dùng rập mình cắt xong thì mình sẽ có cái chi tiết đầu tiên là cụm thân trước. Mẹ bóng sẽ lấy từng cụm ra cho các chị dễ quan sát ha. Thì đây mẹ bóng sẽ có cụm thân trước, cụm thân trước thì nó sẽ có gì? À, phần thân trước của mình ha. Phần thân trước của mình sẽ có hai miếng nè. hai à, miếng ha. À, phần thân trước và à, phần nẹp. Phần nẹp này mình cũng sẽ cắt hai miếng và hai miếng này mình sẽ ủi keo. Ở đây mẹ bóng sẽ ủi keo giấy, keo 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 giấy keo mỏng thôi. Đó, thì mình sẽ có hai miếng nẹp như thế này à, của cái thân trước ha rồi à, thân trước thì ở đây mẹ bóng cắt thêm một cái túi à, kiểu à, cho nó xinh ha. tại vì may cho bạn bóng nên là mẹ bóng muốn phối túi một chút xíu cho nó xinh ha thì ở đây mẹ bóng sẽ cắt một cái túi hình trái tim hai lớp và may lộn kẹp thêm cái ren này ở bên ngoài à, thì à, mình sẽ có một cái túi một bên thôi à, đây là hai sợi dây mẹ bóng đã à, lộn rồi hai sợi dây này thì à, mình sẽ cột ở cái mặt à, cái 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 phía ngoài à, mình cái này là tà đắp chéo nè nên là mình sẽ có hai sợi dây này để mình cột ở phía tà phía ngoài thì cái cách may lộn dây này những cái video đầu tiên mẹ bóng đã hướng dẫn chúng ta cách may lộn cái dây dài như thế này bằng chỉ rồi à, chị em mình vui lòng coi lại bài cũ để cách biết được cái cách may lộn dây như thế nào ha nếu mà chị em nào mình không biết thì mình có thể comment bên dưới mẹ bóng sẽ dẫn link cái bài mà hướng dẫn may lộn dây này cho mình ha à, ngoài ra mình sẽ chuẩn bị thêm cái dây mỏng nhẹ hơn để à, cột ở bên trong tại vì nó là hai tà đắp qua đắp lại nên nó sẽ có một cái phần cột bên ngoài thì mình dùng bằng vải chính À, còn cái phần cột bên trong đó, để cho nó không có bị cộm người của bé khi mặc đó, à, êm thì mẹ bóng sẽ sử dụng cái dây thun rất là mỏng như thế này à, để cột cái lớp bên trong ha, tại vì bên trong nó không có hiện ra bên ngoài nên mình sử dụng cái dây này nó khác màu cũng được không sao hết ha. dây nào mềm mỏng càng càng mềm càng càng mềm càng êm càng tốt ha thì à, như vậy là mình đã có được cái cụm thân trước nè rồi thân sau thì mình sẽ mở gấp đôi thôi một miếng ha một miếng mở gấp đôi à, và cuối cùng là tay tay chúng ta sẽ có hai miếng tay rồi và phần quần thì cái này mẹ bóng may nguyên một bộ luôn cái phần quần này thì trong bài này mẹ bóng không có hướng dẫn thiết kế cũng như là cách may tại vì chúng ta có một cái bài gọi là bài quần cơ bản rồi chị em nào mình chưa, chưa có biết cách may quần thì vui lòng vào cái link mẹ bốn dẫn ở trên màn hình đây là cái link chúng ta may ra được cái quần này thì mẹ bóng sẽ không hướng dẫn lại nữa ha mẹ bóng sẽ may cái quần này luôn à, bây giờ mình sẽ qua cái bước may đầu tiên dành cho cái áo ha rồi, bước đầu tiên á là mẹ bóng sẽ may cái túi hình trái tim này trước để trước khi mà mình đặt lên cái thân ha. Mình sẽ may các chi tiết nhỏ trước nè. Thì bây giờ mẹ bóng sẽ nói sơ qua cái cách may túi này. Chị em nào mình không có uh, may túi thì mình bỏ qua bước này hoặc là mình may túi đắp hình vuông thì mình cứ đắp lên thôi ha. Còn cái túi trái tim này mẹ bóng nói sơ qua nhanh thôi. Là mẹ bóng sẽ đặt uh, hai mặt phải úp vào nhau. Ở giữa này mẹ bóng sẽ kẹp cái phần ren. Uh, phần ren này mình sẽ đặt vô bên trong như thế này nè. Nhưng mà khi đặt ở cái đầu này á, là mình đừng có để lòi cái mép cắt này ra nha ha Mình đặt cho nó nó chéo chéo vậy nè Đó để cho cái mép cắt của mình nó nằm ở bên trong Rồi mình đặt như thế này cái ren này nằm giữa hai mặt phải úp vào nhau như thế này ha Và mình cứ đặt cái ren này kẹp cong theo cái à, trái tim à, Chính vì vậy mà cái ren này các chị phải rút nhúng thì mình mới ôm cong theo cái đường cong của trái tim được ha đó mình sẽ đặt như thế này vừa may mình đặt ba lớp như thế này mình sẽ may cái đường trái tim này thì các chị may các chị sẽ chừa lại một cái đoạn ha để mình lộn cái lộn cái trái tim ra nha. mình chừa lại một đoạn để lộn trái tim ra thì bây giờ mẹ bóng sẽ đi may lộn cái trái tim này ra trước nha rồi sau khi mà mình đã may xong thì mình sẽ chừa một đoạn và mình sẽ lộn ra thì nó sẽ ra được như thế này ha chị mẹ bóng cắt cái uh, cái cái ren nó bị thiếu là tới đây nó bị hở một khúc chút xíu nữa khi mà mẹ bóng may xong lên cái thân thì mẹ bóng sẽ đính một cái nơ vào đây để che đi các chị lỡ may rồi lười tháo ra nó bị thiếu một đoạn ha và chỗ này đáng, ra là cái phần này nó phải chồng qua đây một chút xíu thì nó mới đẹp nè hai cái đầu mối của nó đó các chị ha này nó bị hở ra một chút xíu tại vì nó thiếu cái chiều dài mẹ bóng sẽ đính cái này lên đây để che cái góc này đi đó thì bây giờ mình sẽ may cái túi này lên cái phần thân mà nó sẽ nằm ở trên mặt ngoài á. Hai cái thân này nó sẽ chồng lên nhau như thế này nè các chị. Thì cái thân ở mặt 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 trên á thì mẹ bóng sẽ may cái túi này vào ha. Mình canh cái vị trí và mình sẽ may cái túi này vào. Mình sẽ may à, mình sẽ may hai bên này tới cái đáy này thôi nè, từ đây may tới đáy, may tới bên đây thôi và mình chừa cái phần này ra để mình à, làm cái túi bỏ đồ ha. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi may lên và may dần thì mình sẽ che được cái cái phần hở này luôn đây mình mí một ly lên đây ha đó và sau đó mẹ bấm sẽ đính cái nơ lên thì chúng ta đã xong được cái túi rồi à, được cái túi và bây giờ mình xong cái túi thì mình sẽ bắt đầu may tới cái phần thân ha rồi sau khi mà mình đặt lên đây mình may mí một ly thì chúng ta đã có được cái túi ở trên thân như thế này ha cái phần túi này các chị có thể ứng dụng cho các cái mẫu áo dành cho bé các cái mẫu áo mẫu đầm dành cho bé đều được ha mình áp dụng theo cách này để mình làm À, rồi bây giờ bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ may nẹp à, cái bước này thì mình có thể may nối cái phần này trước nè nối phần này trước sau đó may nẹp cũng được ở đây thì mẹ bóng sẽ may nẹp trước xong rồi mới nối cái phần này ha rồi à, bây giờ mình may nẹp thì mình sẽ lấy mặt phải ấp mặt phải nè mẹ bóng đã đi vắt sổ rồi ha các chị ha à, mình sẽ lấy mặt phải ấp mặt phải nè mặt phải ấp mặt phải ha đó và chúng ta sẽ may từ trên cái phần này từ trên cái phần phần dư này ha đó, mình sẽ may từ đây theo đường mình chừa đường may bao nhiêu thì mình sẽ làm may vào bấy nhiêu à, may tới cái góc nhọn này và may xuống tới cái lai à, khi may thì cái miếng này là cái miếng mặt trên nè ha miếng này là miếng mặt trên thì khi may cái nẹp này các chị sẽ kẹp cho mẹ bóng cái sợi dây 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 bằng 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 vải chính ha mình sẽ kẹp vào mình sẽ kẹp vào đây nè đó kẹp vào cái góc nhọn này nha đó để khi mình may ra thì mình lật cái nẹp ra thì nó sẽ có một cái sợi dây nè ha đó thì đây là cái 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 mặt trên còn cái mặt dưới nè cái mặt mà mình sẽ chồng lên nè thì mình cũng sẽ may nẹp nhưng mình không cái kẹp vải chính mà mình kẹp cái sợi dây 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 phụ á tại vì cái nó nằm nó là mặt dưới nên là mình sẽ không có kẹp cái sợi dây dây vải chính ha đây cái sợi dây thun này mà bóng để vào đây ha và cũng sẽ may tương tự như vậy hai mặt phải úp vào nhau À hai mặt phải úp vào nhau và cũng sẽ may từ trên này, may tới góc nhọn này và may xuống tới cái lai ha. Rồi bây giờ thì mẹ bóng sẽ đi may nẹp vào hai cái thân trước nha. Rồi mẹ bóng đã may xong cái phần nẹp ha. Hồi nãy mẹ bóng quên một cái phần đó là cái khuy để mà gài nút thì lúc mà các chị may cái nẹp này nè, các chị sẽ kẹp luôn cái khuy. Thì cái khuy á các chị có thể dùng cái dây thun hoặc là cái dây mình may lộn dây giống như may lộn này nhưng mà may nhỏ hơn à, đều được ha. Ở đây mẹ bống sẽ dùng cái dây thun giống như cái dây thun buộc tóc á các chị. À, cái dây thun buộc tóc á ha, mẹ bóng cắt ra. Rồi, à, thì mình sẽ canh nè, ở đây á là cái vị trí mà hai bên nó sẽ chồm qua chồm lại nè. Đây, hai, hai bên chồng qua chồng lại như thế này ha. Thì ở đây mẹ bóng sẽ làm một cái khuy. Sau đó từ đây tới đây thì mẹ bóng sẽ chia ra làm 3 phần. Thì mình sẽ có thêm hai cái khuy nữa. Thì khi may cái nẹp này mình sẽ kẹp cái khuy này vào luôn ha. Mình sẽ kẹp vào và mình may. May xong thì mình sẽ lộn ra nè. Thì nó sẽ có cái khuy như thế này. À, nó sẽ có cái khuy như thế này ha. Và chúng ta chúng ta sẽ may mí nha. Chúng ta sẽ may mí. Chúng ta sẽ lật cái đường may. À, lật cái đường may về phía nẹp và chúng ta sẽ mí một ly. À, mí một ly lên tới ngay cái góc này, chỗ góc này mình dùng cái dây này mình kéo ra cho nó nhọn ha. À, tới góc này rồi chúng ta sẽ qua bên đây, chúng ta cũng lật đường may về phía nẹp và chúng ta mí thẳng lên tới ở trên cái à, phần dư này luôn ha. À, thì sau khi mí xong chúng ta ủi êm thì chúng ta sẽ có được cái phần thân trước đã có nẹp ở hai bên, bên này mình cũng sẽ lật ra tương tự nè cái đường cong này nó hơi nhẹ nên chúng ta không cần bấm nha Nếu mà đường cong gắt quá thì mình sẽ bấm đường may để mình mí Còn cái đường cong này nó cong nhẹ thôi nên là mẹ bóng sẽ không bấm Rồi bên đây mình cũng lật đường may về phía nẹp và mình sẽ mí ha Cái góc này mình lôi ra như thế này Đó thì bên này mình sẽ có nút và bên này mình sẽ có khuy nè Khi chồm qua chồm lại như thế này ha Rồi bây giờ mẹ bóng sẽ đi mí và ủi êm cho các chị thấy nha Rồi sau khi mình lộn ra mình ủi êm ha Thì chúng ta sẽ được như thế này mặt trong nè Mặt ngoài này ha Đây chồng hai lên ngay đúng cái góc chữ V này nó sẽ có một cái khuy ha Đó thì như vậy là chúng ta đã xong được cái phần nẹp cho thân trước rồi ha các chị Cái nẹp này nó sẽ lên tới trên luôn ha Đó nó như thế này nó lên tới phần trên này luôn Rồi ở phía dưới này thì nó sẽ có sợi dây này Chút xíu nữa mình sẽ cột với bên sườn nè Còn bên đây mình sẽ cột ở ngoài nè ha Rồi à, bây giờ mình sẽ may nối hai cái thân trước này lại à, Mình sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau nè Hai mặt phải úp vào nhau và mình sẽ nối cái phần trên này ha đó, các chị canh cho cái đường may nó khớp với nhau ha Mình sẽ may nối này và mình ủi rẽ ra Mình gập lại Rồi sau khi các chị may nối xong Thì cái thân trước nó nối liền như thế này Các chị thấy nó ra cái dáng cổ rồi nè ha Đó, cái phần này nối này Mẹ bóng nối ở đây xong ủi rẽ ra nè Ủi gấp lại thì nó sẽ ra như thế này nè ha đó bây giờ mình sẽ nối cái thân trước này với cái thân sau thì các chị sẽ lấy cái thân sau à, cái thân trước này thì các chị sẽ mở ra cho nó dễ nhìn nè đây ha các chị sẽ mở ra mở bung ra nè mở bông ra như thế này luôn ha đây mẹ bóng mở bông ra một bên là nẹp một bên là thân nè một bên là nẹp một bên là thân bên này là nẹp bên này là thân ha còn đây là cái thân sau à, bây giờ các chị sẽ lấy hai cái mặt phải úp vào nhau để may nối vai nè bây giờ cái này các chị sẽ xác định mặt phải ha đây là mặt phải nè ha đây là mặt phải của đâu rồi ta đánh dấu mà giờ không nhìn ra được cái nào phải trà trái luôn trời ơi là trời của cái 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 đánh dấu đâu rồi ta ủi cái nó bay mất tiêu rồi các chị như cái này là trái nè rồi bây giờ các chị nha mặt phải ướp mặt phải nè mặt phải nè ha và mặt phải của thân là cái này là mặt phải của nẹp nè à, mình nhìn kỹ ha bây giờ mình sẽ lấy cái vai cái vai nè mặt phải ướp mặt phải nè vai bên đây mình sẽ may ha mình may tới đây ha mình may từ đầu vai nè may đúng ngay cái góc vai mình sẽ bấm nè mình bấm sau đó mình xoay cái này ha mình xoay cái này qua mình vô cổ nè vô cổ ha vô cổ tới bên đây cái mình sẽ bấm tiếp mình xoay qua đây mình may cái vai bên này giống như là cái bao đăng tông với cái bao sam các chị cách may này nó tương tự như vậy ha đầu tiên là mình sẽ uh, vô vai và vô cổ đó đó mẹ bóng nói lại này ha hai mặt phải úp vào nhau uh, sau đó là mình sẽ mình sẽ lấy cái vai bên này nè ha mình may nè. từ cái vai này mình may tới ngay đúng ngay cái góc vai ha đúng ngay cái góc vai mình sẽ lấy cái kéo bấm mình bấm hai lớp sát vô mình cắm cây kim ngay tại đó luôn nha may tới đây là cắm ngay kim ngay tại góc luôn sau đó mình bấm sát vào cây kim chừa khoảng hai sợi chỉ và chúng ta sẽ kéo cái cổ sau này qua đây để mình vô cái cổ này đó mình sẽ vô cái cổ này qua tới bên ngay cái, cái góc này mình cũng sẽ cắm kim và mình bấm bấm sau đó mình sẽ xoay cái vai này mình may vô bên đây thì như vậy là chúng ta đã may được cái phần vai và một cái phần cổ rồi và chút xíu mình sẽ kẹp cái nẹp này nữa thôi là xong ha rồi bây giờ mẹ bóng sẽ đi may phần vai và phần cổ này vào một lớp bên này thôi còn cái lớp nẹp này tí nữa mình kẹp sau nha rồi mẹ bóng đã may xong nè, các chị nhìn ha mình may từ đầu này tới đây mình phải bấm thì mình mới xoay nó qua được ha mình may theo cái cong cổ này sau đó tới đây mình lại bấm và mình may theo cái vai bên đây thì như vậy là mình đã nối được thân trước và thân sau và một cái phần cổ rồi nè đó các chị thấy ha cổ à, mình nối rất là tròn góc này không bị nhíu ha hai góc không bị nhíu thì như vậy là chúng ta đã nối được cái cổ của mặt chính với cái cái, cái thân rồi bây giờ mình sẽ còn cái phần uh, lót này nữa, cái phần nẹp này nữa thì chúng ta làm y như cái bao đăng tông á các chị ha, cái bao đăng tông với cái bao đăng bao sam á trước đây mẹ bóng có hướng dẫn rồi đó. Bây giờ cái phần đường may dư này mình sẽ lật vào bên trong nè. Rồi mình sẽ kẹp cái nẹp ha. Thì cái chỗ này các chị sẽ bấm góc vào, bấm góc vào sát đúng ngay cái góc của cái vai, sau đó mình sẽ gấp vào mẹ bóng bấm, bấm luôn nè. Mình để cho em ha. Cái vai này mình có thể lật ra phía thân sau nè. Rồi, cái phần này mình sẽ bấm sát vào mình để em này mình bấm vào cái góc vai nè rồi sau đó là cái phần này thì mình có thể để đây hoặc là mình gấp theo cái vai này mình mí chút xíu mình mí một ly luôn cũng được nè đó rồi còn cái phần trên này thì mình cũng sẽ gấp vào và mình mí nha đây mình gấp vào đó bên đây mình cũng gấp vào theo đúng cái đường vai nè đó đó thì nó sẽ được như thế này và mình sẽ gấp vào ha rồi và mình sẽ mí nè từ bên vai này mình mí tới góc này mình mí xoay qua đây rồi mình mí tới bên đây bên đây mình cũng bấm y như vậy và mình mí qua tới cái góc vai bên đây là chúng ta xong cái phần cổ nha được không ạ à? chị nào mà mình còn chưa rõ thì mình có thể coi lại cái phần bao đăng tông bao sam trước đây mẹ cũng có hướng dẫn rồi đó thì cách làm á các chị làm được cái đó rồi là cái này các chị làm rất là dễ luôn ha đó, hai cách nó y nhau có điều cái bao này thì nó không có cái phần lá thôi còn cái bao sam bao đăng tông thì nó sẽ có cái phần lá ha còn bao này nó không có phần lá đó mình sẽ gấp như thế này là mình đã vô xong cái cổ rồi nè các chị đó bây giờ mẹ vẫn sẽ đi mí cái phần này nha bên đây mình cũng sẽ bấm tương tự như vậy luôn rồi sau khi mình may mí xong ha ở mặt ngoài thì như thế này thì chúng ta đã xong được cái phần cổ nè nối được thân trước thân sau và đã hoàn thiện xong cái phần cổ như thế này phần cổ đứng như thế này ha các chị ha rất là dễ đúng không ạ chị em nào mình may được bao đăng tông là mình may được cái này rồi bây giờ mình sẽ may sườn nối sườn và mình sẽ may tay nữa là xong thì à, bây giờ mình sẽ nối sườn ha mình đặt hai mặt phải của sườn úp vào nhau nè đó thì khi mà nối sườn này các chị nhớ lấy dấu vị trí mình sẽ kẹp dây cái chỗ này là ngay cái chỗ cái eo lúc mà mình thiết kế đó ha mình mình tính toán cái chỗ vị trí kẹp dây bên sườn đó thì mình sẽ lấy dấu ở đó và cái bên mà nó có cái sợi dây vải chính này thì các chị sẽ kẹp cái sợi dây thun đúng không ạ à? tại vì nó đối xứng nhau bên này các chị sẽ kẹp sợi dây thun ngay ngay vị trí này ha đó mình sẽ kẹp vào đây để mình à, may còn cái bên mà mình có cái này thì cái bên phía bên đây mình sẽ kẹp sợi dây vải đúng không ạ à? cũng ngay cái vị trí đó luôn mình sẽ kẹp sợi dây vải trong quá trình mình may sườn đó. Đó, nó đối xứng ha. Rồi, bây giờ các chị sẽ đi may sườn hai bên và nhớ là kẹp cái phần dây cột nha. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi may sườn nè. Rồi, mẹ bóng đã may sườn xong và kẹp. Các chị lưu ý là khi kẹp á thì cái sợi dây thun này nè mình kẹp ở mặt trái chứ mình không có để nó lòi ra mặt ngoài nha, tại vì mình sẽ cột nó ở trong mặt trái nè đó chị thấy không mình sẽ cột với cái miếng ở nằm phía dưới á nên là khi kẹp là các chị để nó nằm ra mặt mặt trái nha tại vì hai mặt phải ở đây nè mình kẹp để ở mặt trái còn cái sợi bên này thì mình sẽ kẹp nó ở mặt phải nha kẹp nó ở mặt phải nè đó mình lưu ý ha chứ cái này mình không có để giữa hai mặt phải nha mình để ở trong mặt trái để mình cột nè đó thì khi mình lật ra ngoài thì nó sẽ ra được như thế này đây và khi mặt á thì mình sẽ cột cái 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 sợi này trước ha mình sẽ cột cái sợi này trước nè đó mình cột cái sợi bên trong này trước nó giống như cái áo yukata vậy các chị yukata nhật bản mà mấy mấy em bé hay 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 mang á ha mẹ bóng chưa có hướng dẫn cái cái áo đó rồi bên đây thì mình sẽ cột cái này đồng thời mình sẽ gài nút nữa ha đồng thời mình sẽ gài nút nữa nè đó mình sẽ đính nút ở đây nè và mình sẽ cột cái phần này nữa đó thì là nó làm bên này đó thì như vậy là chúng ta đã 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 xong được một phần rồi đó bây giờ mình tới cái phần cuối cùng rất là dễ nữa đó chính là may tay đó, như thế này ha rồi và bây giờ mình sẽ may tay thì cái cái bước may tay từ đây thì nó rất là dễ rồi mẹ muốn nói nói sơ qua thôi ha à, đầu tiên đối với cái cụm tay này thì các chị sẽ vắt sổ và các chị sẽ may lai tay sau đó may sườn tay mẹ muốn vô tay tròn nha các chị vô tay tròn cho nó đẹp chị em nào không quen thì mình có thể vô tay kiểu kia cũng được ở đây mẹ muốn vô tay tròn là mình sẽ may đường sườn tay trước sau đó thì mình mới may cái vòng tay này vào trong cái vòng nách thân được không ạ? Và cuối cùng là mình sẽ đi may lai thì đối với cái lai bầu này nè cái này mình đang đánh bầu thì cái phần lai like chỗ cong này á, nó sẽ rất là dễ bị vặn nếu như các chị không không có ủi khéo không may khéo thì một cái cách đó là chúng ta sẽ may mo cái phần đường cong lồi này mình sẽ may một đường chỉ mo ha cách may mo video trước đây mẹ bóng cũng đã có hướng dẫn chúng ta cách may mo rồi nếu chị em nào theo dõi hết các video mẹ bóng hướng dẫn ha thì mẹ bóng có hướng dẫn cách may mo rồi thì ở đây mình sẽ may mo một đường ở chỗ đoạn lồi này để khi mà mình ủi gấp vô thì nó sẽ êm và nó sẽ không bị vặn ha À, và như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành được cái sản phẩm này rồi bây giờ mẹ vẫn sẽ đi may tay và may lai nữa là chúng ta xong sau khi mình may tay và may lai xong thì chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần áo này rồi cuối cùng chúng ta chỉ cần xác định vị trí nút và đính nút vào nữa thôi ha các chị à, cái phần lai này nè à, các chị may thì mình may gập như vậy thì nó sẽ may lộn vào bên trong như vậy thì nó sẽ đẹp hơn ha là mình gập lên à, cách may lộn này ở trong các cái bài trước mẹ bống cũng, cũng đã có hướng dẫn rồi chị em nào có theo dõi thì mình sẽ biết cách may lộn này rồi ha À, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần áo và phần quần mẹ bóng cũng đã may xong rồi, chỉ là quần cơ bản thôi như thế này. À, thì chúng ta sẽ có một cái bộ đồ à, mặc đi chùa rất là dễ thương. À, ở đây thì mẹ bóng may cho bé ha, may cho bạn bóng. Còn mình có thể áp dụng cách này để may cho người lớn cũng được ha. À, form người lớn là các chị lấy theo cái form áo thun T-shirt á, à, dạng form áo rộng không ben rất là dễ may, rất là dễ thiết kế ha. À, chúc các chị sẽ thành công với cái mẫu này. Hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.